Rồi, quay lại vấn đề đây thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang một phần, đó chính là cái phần về sàn. Nha. Thì đầu tiên ở đây tôi muốn nói về sàn tầng 1 đây. Ví dụ tôi vào tầng 1 đây. Thì các bạn ở đây các bạn sẽ có hai cái cách để vẽ sàn. Nhưng cách đầu tiên đấy là chúng ta làm sao? Là chúng ta sẽ thiết lập sàn trước. Thì các bạn sẽ chọn ở đây này. Khi học chúng ta chọn, ví dụ vào đây là vào architecture này, vào floor này. Thì ở trong cái floor này nó có hai cái floor chính, đó là floor architecture và floor structure. Thì nếu mà để chúng ta vẽ theo kiểu là thiết kế cơ sở hoặc là những cái yêu cầu về bản vẽ nó thấp thôi thì ta có thể là vẽ này phân chia lớp ngay từ đây. Còn nếu nếu mà chúng ta muốn vẽ với cái load cao, bản vẽ thi công thì chúng ta phải tách ra là lớp sàn kết cấu riêng và lớp kiến trúc riêng. Lớp kiến trúc riêng chính là cái lớp lát lát nền đấy, lớp hoàn thiện đấy. Còn lớp phần dưới này bê tông là phần kết cấu. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ tách riêng ra nha. Ví dụ như đây là floor structure tôi chọn ở đây. Thì các bạn tương tự bên này, các bạn sẽ thấy đây ấy, nó sẽ có phần ở đây là property và đây floor rearing. Trong đây nó có rất nhiều loại sàn thì tôi chọn đây là rearing 150. Rồi edit type. Edit type thì tôi sẽ duplicate duplicate lên thì tôi chọn cái sàn này. Thì cách đặt tên sàn của tôi, ví dụ như sàn kết cấu thì tôi thường đặt là FS, có nghĩa là floor structure đấy, thì hoặc là structure floor thì tôi chọn đây, tôi đặt ở đây, ví dụ như là nó dày là 100 đúng không, tôi chọn ở đây, tôi để ký hiệu ở đây là bê tông đá chẳng hạn. Ok, ký hiệu đây tôi mô tả này. Ok, thì các bạn sẽ vào mục ở đây là mục construction này, phần structure này, các bạn chọn đây, cái này ấy, thì là bên trong edit này, các bạn chọn cho tôi là phần structure này dày bao nhiêu, cái thickness này nó dày là dày 100. Ok. Và bây giờ các bạn sẽ bố trí sàn thì ở đây nó công cụ, ở đây là công cụ gì? Draw. Thì đây có đường line này, đường rectangle này, đường polygon này. Thì cách chúng ta vẽ, ví dụ đường rectangle này, tôi vẽ một cái sàn ra như này. Đây, finish. Bạn sẽ thấy đây. Bạn sẽ thấy đây là cái sàn này không? Đây là sàn bê tông đá đúng không? Còn ví dụ như ở đây. Tôi chọn ở đây. Tiếp tục vào sàn này. Như tôi chọn sàn bê tông này. Tôi lại edit file từ này, tôi đắp duplicate lên và tôi chọn đây là FS 120 chẳng hạn. 120 nhưng mà ở đây là bê tông gì? Bê tông cốt thép. Ví dụ như là các cái miếng sàn này nó khác nhau ấy, nó có mác khác nhau ấy thì mình cũng phải tách riêng ra, đắp duplicate ra từng riêng thì sau này mình mới thống kê được ấy. Mình phân loại nó trước ấy. Đấy. Thì mình phải đặt tên này, ok, thì chọn đây. Tôi chọn ở đây là bao nhiêu? 120. Ok. Tôi vẽ ở đây, nó là một miếng sàn nữa ở đây chẳng hạn. Đó, ví dụ như này. Thì các bạn sẽ thấy đây. Này, thì đây là hai miếng sàn. Thì ví dụ như là hai cái này thì chiều dày nó khác nhau, thì cái này ví dụ như bê tông đá thì ở dưới tầng 1. Còn cái này là bê tông cốt thép thì tôi có thể làm sao? Bố trí ở trên tầng gì? Tầng 2. Đó. Thì tiếp tục ở đây, nếu chúng ta muốn làm sàn hoàn thiện ấy thì chọn đây này. Chúng ta vào architecture floor này. Thì các bạn sẽ thấy đây, đây là sàn hoàn thiện này, edit file, các bạn tab duplicate này và các bạn chọn cho tôi đây là gì, là FF. FF ở đây thì sàn hoàn thiện đấy thì nó ví dụ như tôi chọn đây là 50 đúng không, ví dụ như tôi chọn đây là 50 thì bên trên này sẽ là ví dụ như tôi chọn đây là gạch granite 600 nhân với là 600 chẳng hạn đúng không, ví dụ như vậy. FF01 chẳng hạn, FF1 chẳng hạn, 01, 02 chẳng hạn. Thì ví dụ như FF01 hoặc là FF1, FF2 thì tùy mọi người. Thì còn đây là chiều dày này, đúng không? Chiều dày xong rồi đến gì? Đến mô tả. Mọi người thấy không? Ok. Edit thì chỗ này mình chọn là bao nhiêu? 50. Đấy nhá. Còn nếu mà chúng ta chọn, nhớ chọn đây là Finish. Còn nếu mà chúng ta mà muốn mà nó dày hơn nữa chẳng hạn, muốn chia đôi cái 50 này ra thì các bạn có thể là muốn lớp cán hay là gì ấy, thì các bạn chọn đây ví dụ như là 30, còn cái này là bao nhiêu? 20 chẳng hạn. Đây, đó là finish 1, rồi finish 2. Đúng không? Đây là tách ra như này. Đấy thì nếu mà mình vẽ với lốt thấp thì mình chọn đấy, ok, chọn đây. Nếu chúng ta sẽ vẽ ở đây thì chúng ta sẽ vẽ chồng lên trên này như này. Ví dụ hai vẽ cái này khít vào nhau như này. Thì các bạn sẽ thấy hai cái tấm sàn này bị làm sao? Nó bị overlap, nó bị trùng vào nhau ấy. Thì vấn đề là cái sàn kết cấu này nó phải âm xuống bao nhiêu? Trừ xuống 50 so với tầng 1. Có nghĩa là sàn kết cấu lúc nào cũng phải âm xuống 50 so với sàn hoàn thiện này.
Thì bây giờ tôi đang vẽ ra hai sàn này là sàn kết cấu và đây là sàn kiến trúc, là sàn hoàn thiện. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Thì sau này các cái phần sàn hoàn thiện này thì mình sẽ tính được ra khối lượng sàn hoàn thiện, còn khối lượng này là khối lượng của gì? Sàn kết cấu. Và Cách này cách là tách rồi, giả sử hai cái lớp mình liên với nhau thành hai cái lớp này hay tốt hơn, hay là cách mà tạo layer trong một cái xong như tốt hơn để mô hình này? có nghĩa là tạo cùng layer này thì sẽ không phát triển được mô hình nữa. Mô hình đấy là mô hình sau này, ví dụ như là anh muốn lát sàn vị trí này nó khác đi, còn những cái này ấy, ví dụ sau này anh muốn lát sàn ở khu vực này là sàn này, xong rồi nó lại có cả len chân tường, xong rồi nó lại đến một cái sàn khác nữa thì mình sẽ vẽ ở đây này. Đấy, ví dụ như sau này có sàn bên này nó lại là một cái sàn khác chẳng hạn, ví dụ như này chẳng hạn, đúng không? Thì đấy, ví dụ như là mình vẽ nhà chẳng hạn này, ví dụ tầng 1 đây chẳng hạn. Thì nó ví dụ hai cái sàn này là tầng sân vườn đây, đúng không? Tầng 1. Vâng. Thì mọi người lên tách cái này ấy, theo là theo cấu kiện, tách theo theo lớp này này, thì sau này chúng ta mới sẽ ví dụ như là lát sàn 500 này, lát sàn gỗ này, lát sàn gì này, thì mình đi bố trí từng công năng từng sàn một. Còn nếu mà khi mà mình insert theo các cái lớp bề mặt này thì sau này mình đi bố trí như thế nó không đúng. Và có một cái nữa là sau này ví dụ như là cái sàn thô này nó giật nó mỏng xuống dưới này chẳng hạn, thì bây giờ cái sàn hoàn thiện đấy nó không giật được nữa, mà giật như thế thì nó không đúng đấy. Và vấn đề là và vấn đề là khi mà là cùng một cái khối lượng như thế thì ví dụ như thằng này chẳng hạn nó cả lớp cán lẫn cả lớp gạch thì đây cái thể tích này nó bị sai. Nếu mà chia layer như này này thì cái thể tích này nó sai, còn thể tích này là phần thô là thể tích riêng, là phần thể tích này là thể tích bê tông. Và vấn đề cái mô hình như này nó mới phát triển được, vì sau này nó liên quan đến việc mặt cắt nữa. Mặt cắt nó thể hiện là cái nét phần thô này là nó đậm, còn cái phần này nó sẽ nhạt. Nét hoàn thiện ở bên trên mặt cắt đấy để thể hiện. Còn nếu mà chúng ta vẽ như thế này trên này ấy, thì sau này các cái dao cấu kiện ấy nó sẽ rất là, có nghĩa là nó rất là nó không đúng về mặt kỹ thuật nhiều, có nghĩa là nó chỉ được về mặt hình học thôi, có nghĩa là về sau này triển khai hồ sơ nó sẽ rất là mệt và mức độ mô hình phát triển của nó không phát triển được nữa. Vì muốn tách layer ra hay tách cấu kiện ra rất là khó, không tách được vì sàn nó không như tường. Thank you.